Tòa Thượng thẩm Hồng Kông bác đơn kháng cáo xin nhập cư của các công nhân phi luật tình đến từ Hồng Kông. Tòa Thượng thẩm của Hồng Kông ngày hôm nay đã phán quyết chống lại sự cấp quyền cư trú cho hai người giúp việc phi luật tình trong một cuộc chiến pháp lý quan trọng có thể mở cổng cho hàng trăm ngàn người giúp việc khác có được quyền thường trú tại thành phố này. Năm thẩm phán tại tòa án cấp phúc thẩm cao nhất đã đồng ý rằng bà Evangeline Van Lejos và ông Daniel Domingo sẽ không được phép định cư vĩnh viễn tại Hồng Kông, mặc dù hai người này đã sống tại đây hơn 7 năm, một khoảng thời gian thông thường hội đủ điều kiện cho người nước ngoài có thể trở thành thường trú dân của Hồng Kông, theo như trong hiến pháp. Tòa án phán quyết rằng những người giúp việc không nên được coi là cư dân thường tại Hồng Kông bởi vì hợp đồng làm việc của họ chỉ là hợp đồng tạm thời. Bất chấp chiến thắng của chính phủ, tình trạng không rõ ràng về các điều kiện cho người nước ngoài được thường trú theo quy định của hiến pháp của thành phố, được gọi là luật cơ bản, vẫn còn có thể gây ra các cuộc chiến pháp lý trong tương lai. Vấn đề này vẫn còn là một nguồn tranh cãi trong giới luật pháp ở Hồng Kông, từ sau khi Bắc Kinh tuyên bố rằng các trẻ em Trung Quốc đại lục sinh ra tại Hồng Kông sẽ đương nhiên có quyền thường trú tại đây. Sự kiện này đã tạo nên một làn sóng phản đối sự can thiệp của Bắc Kinh vào sự độc lập tư pháp của thành phố Hồng Kông. Một tòa án thấp hơn trước đó đã phán quyết rằng hai người phi luật tình có quyền xin trở thành thường trú dân tại thành phố này. Cuộc chiến pháp lý này trong vài năm qua đã chia rẽ thành phố về việc liệu 286.000 người giúp việc, chủ yếu đến từ phi luật tình và Nam Dương, có nên được hưởng quyền cư trú ngang tầm với những người nước ngoài khác ở đây hay không. Một nhóm người lao động di cư đã biểu tình phản đối bên ngoài tòa án, mang theo biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu tố cáo phán quyết này là một hành vi phân biệt đối xử. Phán quyết này cũng cấm những người phụ thuộc của những người giúp việc xin quyền cư trú tại Hồng Kông. Các nhà phê bình cho rằng gánh nặng kinh tế của làn sóng người này có thể là rất lớn cho giáo dục, nhà ở, y tế và chi phí phúc lợi xã hội. Nhiều gia đình Hồng Kông và người nước ngoài xem sự hiện hữu của một người giúp việc rất cần thiết, thường ở chung trong nhà để nấu ăn, dọn dẹp và giúp trông nom con cái. Tuy nhiên, những người giúp việc ở Hồng Kông không được hưởng chế độ tiền lương tối thiểu và các dịch vụ cơ bản khác của Hồng Kông.